bao da này giống như một cái ví vậy. Bên trong có thể đựng thẻ rồi được, máy đựng bên này. Rất là đẹp. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thanh Luxury. Để phục vụ anh em dịp Tết này thì bên mình về rất là nhiều máy luôn. Ở trong đó hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người dòng cảm ứng 2 sim của hãng Vertu. Thì cái dòng này rất là phổ biến luôn và giá thành cũng siêu siêu tốt luôn. Anh em có thể mua được một cây máy zin chính hãng Vertu mà giá chỉ hơn 30 triệu một chút xíu thôi. Hôm nay mình về là ba màu, năm cây này là gồm màu trắng, màu xanh ngọc và màu nâu nha mọi người. Mình sẽ quay chi tiết từng cây cho mọi người xem. Ở đây cây màu trắng này, giá của cây này là 30 triệu năm, nguyên zin tất cả luôn nha mọi người. Dòng này là Vertu Contel Lation X 2017. Những cây này là máy trần đã qua sử dụng. Máy còn đẹp 99 tới like new luôn, nguyên zin tất cả luôn nha mọi người. Hay màu trắng là rất là đẹp. Cái này nam nữ xài đều được luôn. Ở đây mình về hai cây, khách tha hồ lựa chọn nha. Mặt kính của cái dòng này được làm từ sapphire rất là chắc luôn. Bền, độ bền cao. Nói chung là mình không có sợ bị rầy xước giống như là những cái dòng điện thoại bình thường. Đây, xài ốp cũng được, không xài ốp cũng được nha mọi người. Da trắng, da này thì hơi hiếm, bản da trắng là hơi hiếm. Tất cả những cây máy và Vertu X 2017 bên mình bán ra đều là bản quốc tế nha mọi người, có CH Light đầy đủ. Đây, CH Light, mọi người thấy CH Light trên góc này. Đây, bản quốc tế có CH Light nên là mọi người có thể tải được tất cả những ứng dụng mà mình muốn xài. Và dòng máy này sử dụng hệ điều hành Android 6.0.1. Mọi người có thể sử dụng được Facebook, Zalo, tất tần tật luôn, kể cả Gmail như thế này. Đó, không giống như những cái dòng cảm ứng trước đây của hãng Vertu thì nó có một số dòng đã hạn chế không sử dụng được cái đó, những cái đời cũ hơn nha. Và tiếp theo là bản da xanh ngọc. Cây này rất là hiếm máy trần luôn. Thường là bên mình nhận máy order full box new 100%. Và lâu lâu mới có được một cây hàng đã qua sử dụng như thế này mà đẹp. Cây này là đẹp như like new luôn á. Không có cứng chày gì hết. Mọi người xem cái, mình quay nghiêng cái phần mặt kính này, nó rất là bóng đẹp. Đường viền không một dấu cấn nào cả. Đây, viền camera cũng còn đẹp nha mọi người, không có dâm xước gì hết. Và da còn rất là đẹp luôn, nguyên zin tất cả. Những cái máy mình giới thiệu ở đây đều là nguyên zin nha mọi người. Cây này khá là đẹp. Cây này thì giá sẽ cao hơn những màu khác một chút, vì cái màu này khá là hiếm trên thị trường. Cây này giá 31 triệu năm thôi. Máy mua bên mình sẽ tặng kèm bao da cùng màu với máy. Bao da như thế này nha mọi người. Và bộ sạc zin. Đây là bao da này giống như một cái ví vậy. Bên trong có thể đựng thẻ rồi được, máy đựng bên này. Rất là đẹp. Và màu nâu. Màu nâu thì đợt này mình về được 2 cây. Gần đây mình bán máy X màu nâu này rất là nhiều luôn. Bắt đầu khách hàng của mình thì quan tâm tới cái dòng cảm ứng của Vertu nhiều rồi. Lúc trước cái này mới ra thì có nhiều người chưa biết đến. Giá thành của những cây này thì chỉ hơn 30 triệu. Giá rất là tốt nên là ai cũng có thể sở hữu được. Không giống như những cái dòng Vertu cao cấp giống như là Signature S, hoặc là cao giống như là Atabi. Đó, thì những cái dòng này xài giá tiền nó rẻ hơn, dễ xài hơn. Da này là da nâu nha mọi người. Cây này thì cũng còn rất là mới. Da nâu và da trắng mình về được 2 cây nên là sẽ có sự lựa chọn cho mọi người. Anh em nào quan tâm những cây máy này thì ghé Thanh Luxury nha để trải nghiệm xem máy. Ok thì mua. Anh em ở xa thì cứ inbox Zalo hai số này giúp mình: 0981717171 và 0902768888. Anh em ở gần cứ ghé địa chỉ 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức để xem máy trực tiếp luôn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người tại một video kế tiếp.